nè, nặng ra nè, nặng nè, nặng nặng ra nè, nè nè, nặng đi nè, nặng ra là cái cục đen này nè, trong cái cục đen này là có cái con đó là cái bằng cái con gì mà nó bò nhúc nhúc nè. Ủa, nguyên một con cá lóc này, cái con cá lóc này là nói là con cá lóc đồng mua về nha, lóc đồng á, ngoài chợ á nó bán, nó nói cá lóc đồng á, nhưng mà không biết đồng hay là cái gì mà mình mua về mình cắt ra nè, cái mình thấy cái cục đen đen, cái mình nặng cái cục đen đen ra là có cái con đó đó, nhiều lắm, một con này là mấy chục cái con này luôn á, một con cá lớn giờ là mấy chục cái con nhúc nhúc này luôn nè, nó nằm trong cái thịt con cá chứ không phải là nằm trong ruột con cá đâu nha. Phải, nếu mà nó nằm trong ruột thì nó ăn phải không? Nó đâu có nằm trong cái ruột đâu, nó nằm trong cái thịt nè, nặng ra nè, nó nặng cái cục đen đen, mà cái cục đen á là ngoài cái vỏ cục đen á là cứng, trong cái cục đen á là này đó, cái con đó nó nhúc nhúc, nó bỏ ra ngoài đây nè, hồi nó nhúc nhúc đó đó, nhiều lắm, một con cá này là hồi nãy giờ là nặng như đó mười mấy hai chục con, mà còn bên đây nè, đen khui bên đây nữa nè, cá tươi cá sống đàng hoàng nha, cá sống mua cá sống về chứ không phải mua cá chết đâu nè. Cái gì giờ ăn gì trời nè, cái cục này nè, nặng lắm đó nè, thấy chưa, cái cục này là nguyên cái con này nè, cái con này nè mình nặng ở trong đây ra, không phải nó bò liền đâu, nhưng mà ra ngoài hồi nó mới bò nha, đó nè, cái này là cái con đó nè, đó đó, thấy chưa, nó bò rồi đó, thấy chưa, bỏ vô nữa, vô xuống không đó. Phải mình không phải bỏ ra, mình bỏ ra ngoài là nó mới bắt đầu bò, còn ở trong đây là dạng như trong, còn trong cái bọc trứng nước nó, cái bọc của nó, cái bằng cái bọc gì á, bà nội nó ai biết nè, nhiều lắm trời ơi, cái kêu Bùi nãy giờ nó không dậy đĩa mẹ nó có thầu tiếng nói tao đừng đó có trời ơi trời, con cá lóc đồng nè quý vị ơi, ăn gì giờ ăn cái con này mình không để ý là mình ăn vô trong bụng mình, nó sống trong cái bọc này mà nó sống trong con cá vậy nè, trong bụng mình nó sống tút lút rồi còn gì nữa. Nè nè, cái con cá này nó không phải cái ruột nha, ở ngoài cái da thịt đó nè, nè ngoài cái da thịt nó có cái cục đen đen nè, thấy không đó nè. Nè cái cục đen đen là mình lấy cái cục đen đen mình nặng ra là cái con đó trong cái cục đen này nè. Bò nhúc nhúc, nhúc như nó nhúc nhúc. Đi càng ngày càng lớn kìa. Cái con đó mình bỏ ra ngoài nó càng ngày càng lớn. Trời ơi trời nè. Mâm. Nè cái vỏ lớp cục này nó đen thui mà nó cứng nha. Nè nó cứng như vậy nè mà mình nặng ra là cái con đó nó nằm trong cái bọc này chứ không phải nó nằm ở ngoài. Bùi mày lỡ mày coi nè Bùi. Nè nặng ra là nó nằm trong bọc này nè, đó, cái bọc đen đen mà nặng ra là cái con này mà nó nằm ở cái thịt nè. Cái này vì